để bóc ra cho mọi người, nhưng mà mình nén không được mọi người ơi. Thì mình... tiếp theo là hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình có một video rất là ngẫu hứng, mình sẽ unboxing cùng với mọi người. Khác với lại những cái tập unboxing trước thì mình thường hay bóc hết rồi mình mới show cho các bạn. Nhưng cái tập unboxing lần này á, mình chưa bóc gì luôn. Mình nghĩ á, đó là bởi vì cái tính của mình á, khi mà có cái gì đó bao bì, phong thư hay là hộp quà gì đó tới tay của mình là mình phải mở ngay lập tức. Mình không đủ kiên nhẫn để chờ mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ cùng chờ và bóc cùng mọi người nha. Trong đợt này có đến 3 thứ, 3 cái hộp. Cái thứ nhất đó chính là một cái thẻ định cư của mình. Mình đã bóc rồi. Bởi vì nó nhỏ mọi người nên là mình không thể nào kiềm chế được. Còn cái hộp này á, là một cái hộp viên uống chức năng. Còn một cái hộp khác cũng rất là bự nữa. Mình order mỹ phẩm nhưng mà bởi vì mình không biết tại sao nó lại ship đến một cái nơi khá là xa, cách chỗ mình khoảng 10 cây số, nên là mình không thể đi bộ hoặc là chạy xe đạp tới lấy được. Đây là cái hãng Budistamo. Đây là một trong những cái hãng mà mình rất là yêu thích. Thì mình... cái này thì mình đã mua có giá là khoảng 200 euro, là khoảng đâu tầm 5 đến 6 triệu tiền thực phẩm chức năng. Các bạn biết đó, thực phẩm chức năng là một thứ rất là cần thiết ở bên Phần Lan. Và cái đợt này nó đang là giảm giá từ 20 đến 30%. Vậy nên là mình phải tranh thủ mua bởi vì mình biết là mình cần nó. Ở trong cái hộp to bự này á thì... ok, sản phẩm đầu tiên mà mình có đó chính là protein. Thì cái protein này là protein thực vật. Protein thực vật thì lúc nào nó cũng sẽ mắc hết. Mình là một đứa khá là bận rộn đó mọi người, nên là giờ tập gym và giờ làm của mình nó sẽ liên tiếp với nhau, nên là mình không có đủ thời gian để ăn. Vậy nên là mình nghĩ rằng protein nó sẽ là một thứ gì đó nó hỗ trợ cho cái việc là mình không có thời gian nhiều để ăn. Và lý do mình mua cái protein thực vật đó là bởi vì protein đến từ sữa nó thường là sẽ khiến cho da của chúng mình bị mụn. Nhưng một cái nhược điểm của protein thực vật đó chính là nó khó uống hơn rất là nhiều so với lại protein động vật. Nhưng mà mình sẽ cố gắng uống. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở ra xem mọi người xem thử coi là nó sẽ như thế nào nha. Đây mọi người thấy không? Ai, cái protein này nó không có dở như là cái protein đợt trước mình uống. Nó có vị ngọt ngọt, thơm thơm của cái sự rang của đậu á. Nói chung là cũng được. Trời ơi, mình bày 10 tiếng nữa, ông khai ông dậy cũng thấy chắc ông chửi mình chết quá mọi người. À, là ở đây nó từng phát, từng phát. Ok, để xem cái phát này là cái gì nha. Ở đây thì mình có magnesium và zinc. Zinc và C á, là nó hỗ trợ cho cái việc giúp cái nang tóc của mình nó khỏe hơn và nó giúp mình đỡ bị rụng tóc nhiều hơn. Còn magnesium thì mình cũng không biết lý do vì sao mình mua magnesium nữa. Ôi, không nhớ. Sang cái pack thứ hai. Optimal EAA. Ủa, cái này là cái gì vậy ta? Cái này là mình phải tìm hiểu xem là bạn này là bạn gì. Là ở đây thì mình lại có zinc, bởi vì zinc là một thứ mà mình rất là cần, nên là mình cần phải tranh thủ mua. Mình sẽ tìm hiểu xem là cái Optimal EAA có nghĩa là gì. Tiếp trong cái hộp to bự này sẽ là một cái chai nước. Chai nước này là một cái chai nước tăng lực, không có đường orange mà còn lemonade nữa. Đây là một sự kết hợp nghe không có gì thú vị cho lắm. Nhưng mà mình vẫn có ở đây. Chị nói trên. Chưa hết đâu mọi người, còn rất là nhiều gói nữa. Mình có cảm giác như là cái lần này á, có một cái gì đó rất sai sai cho cái việc order của mình đó mọi người. Trời ơi. Đây là một cái vitamin B. Và cái vitamin này á, B này á, nó cũng dùng để hỗ trợ cho cái việc chống rụng tóc và mọc tóc của mình. Nhưng mà tại sao mình lại mua có 30 viên mà lại mua 2 chai, tại sao mình không mua 60 viên? Ok. Đến cái gói tiếp theo của mình có, mình không nhớ là mình đã order gì luôn đó mọi người. Chết rồi, lại thêm một sản phẩm mình không biết đó là sản phẩm gì nữa rồi. Ôi ôi, cái này mình không biết đọc nó là cái gì luôn.
Ui rồi ôi. Còn đây là vitamin C. Vitamin C á, thì mình nghĩ là bạn nữ nào cũng cần, bởi vì nó một phần nào đó hỗ trợ cho cái việc giúp chống lão hóa cho tụi mình nè. Cái thứ hai nữa đó chính là nó hỗ trợ cho cái việc làm lành những cái vết thương. Mà cái này các bạn nghĩ là nó không quan trọng đúng không? Nhưng mà thật sự ra nó rất là quan trọng. Giống như là các bạn bị mụn, hay là các bạn bị sẹo, hay là các bạn bị sẹo da, nói chung là những cái gì đó nó làm tổn thương trên bề mặt da, vitamin C nó cũng sẽ giúp cho thúc đẩy cái quá trình làm lành nó nhanh hơn. Thì nó có một ý nghĩa rất là to lớn đó mọi người. Mình thì thường hay sử dụng cái trái hắc mai biển, bởi vì cái đó nó có phần trăm vitamin C rất là cao. Cái này nó giảm giá nên là mình mua. Còn cái bạn này là cái gì vậy? Nó là dạng bột nha mọi người. Cái này mình đúng kiểu như là quăng tiền qua cửa sổ nè mọi người. Cái mùi rất là thơm. Và cái màu kiểu chanh, giống như là đây á, là chanh vàng và chanh xanh. Ở trong này thì nó chu đáo cho mình thêm một cái muỗng nữa nè mọi người. Để mình nếm thử. Ủa? Ủa sao ngon vậy? Nó có vị soda giống như vị kẹo vậy đó mọi người. Và cái mùi chanh, mà gặp mình là một đứa rất là thích mùi chanh nữa. Nói chung á, là tuy rằng mình không biết đây là cái gì, nhưng mà thôi nó ngon thì cũng được đi. Ok, ở đây thì mình có hai cái hũ cuối cùng, hai cái pack cuối cùng. Thêm một hũ zinc và một hũ magnesium. Thì cái hũ zinc này á, tổng cộng mình đã mua 3 hũ zinc. Không sao nha mọi người, mình không sao, mình rất là bình tĩnh nha. Còn magnesium, mình mua 2 hũ magnesium. Một cái là 120. Hai loại magnesium này nó khác nhau. Một cái là dùng vào buổi tối, buổi chiều, và một cái là dùng bình thường. Mình không biết mình đang làm cái gì nữa mọi người. Đây là một pack cuối cùng và mình hy vọng rằng nó sẽ không có những cái sản phẩm khiến cho mình bị surprised ở trong cái pack này. Vitamin C. Tiếp theo là mình có Keto Enzyme. Không biết tại sao mình lại mua nó luôn. Nói tóm lại thì từ nãy đến giờ mình mua hết 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 15 sản phẩm. Đây là tổng thiệt hại mà mình đã mua. Và các bạn có thể nhìn thấy là nó rất là nhiều đúng không? Thật ra thì mình biết là cái tầm quan trọng của chất dinh dưỡng nó nhiều như thế nào. Và cái vấn đề ở bên Phần Lan đó chính là hầu như tất cả những cái rau củ quả ở bên Phần Lan đều là những đồ nhập. Và các bạn biết là đã nhập á, thì phải thu hoạch rất là sớm, và cái quá trình vận chuyển rất là lâu. Thêm một cái quá trình người ta để trong siêu thị nữa. Thì trong cái quá trình đó thì những cái lượng chất dinh dưỡng á, nó đã bị hao hụt rất rất là nhiều. Và trong cái quá trình chế biến, xong rồi khi mà không có thời gian thì mình lại để nó lâu hơn bình thường, thì cái lượng dinh dưỡng nó lại sụt thêm rất là nhiều nữa. Vậy nên đó chính là lý do mình đầu tư vào cái những cái sản phẩm chức năng nhiều hơn. Đây là 4 thứ mình sẽ sử dụng ngay lập tức. Mình đã quay trở lại. Tin nóng mọi người ơi. Bây giờ ở Phần Lan đang là 30 độ C. Quay trở lại với cái tập tập hộp á, thì mình vừa mới đi lấy hàng xong. Đây là cái hộp mỹ phẩm mà có rất là nhiều thứ ở trong này. Kix, nó giống như là cái dạng Sephora của Mỹ á mọi người. Nó là một cái version thu nhỏ ở bên Phần Lan. Thì thường á, những cái món đồ từ những cái nhãn hiệu nổi tiếng của châu Âu thì mình sẽ order ở Kix. Và thêm hai cái hộp nước hoa. Thì hai cái hộp nước hoa này á, nó ở ngoài là bởi vì mình order riêng lẻ. Nhưng mà trong cái tập đập hộp này thì mình cũng sẽ khui nó ra cùng với mọi người luôn. Mình đã khui rất là nhiều mỹ phẩm rồi, nhưng mà cảm giác nó cứ kiểu sướng. Thôi bây giờ mình khui hai cái hộp nhỏ trước đi. Thì hai cái hộp nhỏ này của mình á là hai cái hộp nước hoa. Thì đây là một cái hộp chai nước hoa của Gucci Bloom. Thì Gucci Bloom á, nó là một trong những cái chai nước hoa mà mình yêu thích, đam mê và cảm thấy là nó thật sự rất là phù hợp với lại bản thân của mình. Mình đã sử dụng hết một chai rồi và đây là chai thứ hai. Cái chai trước á, mình sử dụng trong vòng hình như đâu là 2 đến 3 tháng, bởi vì mình thích nó quá. Thích đến nỗi mà mình xịt phòng, xịt toilet, xịt phòng ngủ, rồi xịt quần áo, các thứ luôn. Thôi ngủ quá rồi, thôi tới đây thôi mọi người. Tới đây thôi. Gucci cũ của mình nó không còn một giọt nào nữa. Thì đây là chai mới.
Nói chung là mình là một đứa không có đề cao về cái packaging nha, nhưng mà thật sự cái họa tiết này nó sao mọi người, kiểu nó không đẹp, nó kiểu nó cũng không sang trọng, mà mình kiểu thấy nó cổ điển. Cổ điển. Thì cái chai nước hoa nó ở trong sẽ như thế này. Các bạn vừa mới thấy gì không? Cái nắp nó rất là chắc luôn. Và cái vòi xịt của cái bạn này á cũng kiểu rất là đều và rất là xa, các bạn nhìn nè. Mọi người thấy cái vòi xịt của nó không? Nói chung á, đây là một cái mùi nước hoa của hoa cỏ thanh mát, dịu nhẹ, sexy. Nhưng một cái nhược điểm rất là lớn của cái bạn này đó chính là không bám được mùi lâu. Phải nói là mình đã đi ra cái tiệm nước hoa và test từng mẫu một, nhưng mà mình không thể tìm ra được một cái mẫu nào mà mình ưng hơn cái bạn này. Tuy rằng cái bạn này bám mùi không lâu nhưng mà mình vẫn phải mua lại. Đây là một cái chai thứ hai. Thì cái chai này của nhà Viva La Juicy, đây là một cái hiệu không nổi tiếng. Không phải không nổi tiếng mà mình nghĩ chắc ai cũng biết, nhưng mà nó không phải là đình đám giống như là Gucci, Chanel, vân vân. Nhưng dạo gần đây mình để ý rằng mọi người bắt đầu chuyển sang sử dụng cái bạn này. Thì cái mùi của bạn này á là một cái mùi đậm chất sexy, hơi ngọt một xíu, kiểu như là mấy cái bà mà sexy nhí nhặn kiểu Tây á mọi người. Bám mùi rất là lâu. Wait a minute. Mở một cái hộp gì đó rất sướng. Các bạn thấy nhìn nhìn cái thiết kế của nó kiểu sang trọng và xinh xắn. Có một cái mình không thích cái bạn này đó chính là cái nắp của cái bạn này bám rất là kém luôn. Khi mà mình để cái bạn này ở trong túi thì lúc nào cái nắp nó sẽ văng ra một nơi, và cái chai nước hoa nó cũng sẽ văng vào một nơi. Thật ra thì cái bạn này mình đã xài rồi, nhưng mà mình kiểu cố để trong cái hộp á, bởi vì mình cố gắng nén lại để bóc ra cho mọi người, nhưng mà mình nén không được mọi người ơi. Cái điểm thứ hai mình không thích ở cái chai nước hoa này nữa đó chính là cái pump xịt của nó rất là dởm. Nếu như mà mình không mua tại store thì mình sẽ nghĩ là mình đã mua phải hàng giả, bởi vì cái pump của nó mọi người nó kiểu rất là cặp. Bạn xịt một pump nó không trơn mà nó sẽ nứt, xong rồi nó lại xuống. Cái pump của nó cũng không được mặn và không được đều nữa. Nói chung là cái mùi này cũng rất là thơm. Mình mua cái chai này là bởi vì mình được tặng một cái chai size mini. Sau hai cái chai nước hoa thì bây giờ chúng mình sẽ tới cái hộp mỹ phẩm. Mở nha mọi người. Nó sẽ có một cái tem đơn giản như thế này thôi. Thôi để mình lấy con dao. Bởi vì khi mà cần tặng quà chai đó thì có một cái hộp như thế này rất là tiện, nên là mình sẽ cố gắng giữ lại cái hộp. Ôi lần này gói kỹ nha. Mấy lần trước là không có. Mọi người đừng có ai mà la mình nha mọi người. Ta-da. Mọi người có đoán được cái món gì chưa vậy? Ở đây. Đừng có bất ngờ nha mọi người. Một chai kem dưỡng ẩm của Kiehl's Ultra Facial Cream. Một chai dưỡng ẩm của Kiehl's Ultra Facial Cream. Một chai dưỡng ẩm của Kiehl's Ultra Facial Cream 50ml. Phải nói là sao nhở? Giá cả hợp lý, dễ xài, da không bị kích ứng, cấp ẩm tốt. Sau khi rửa mặt thì mình vẫn không cảm thấy bị khô. Nói chung á, đây là một cái loại kem dưỡng ẩm rất là tốt. Hai cái hũ này á là hai cái hũ cho hai chị gái của mình. Còn cái hũ mini này á là hũ của mình. Các bạn thấy không? Mình chỉ mua hũ mini thôi, nên là mình sẽ không xài cái này nhiều đâu mọi người. Mình sẽ mua một sản phẩm mới để review cho mọi người nha. Ôi cái hũ mini này dễ thương quá. Các bạn nhìn nè. Ok, sản phẩm tiếp theo cũng là một sản phẩm đã chai lì trên cái kênh YouTube của mình rồi. Đó chính là một chai Clarifying Lotion number 1 của Clinique. Thì cái chai này á, nó làm tốt được cái nhiệm vụ là làm sạch tế bào chết, cấp ẩm nhẹ dịu cho da. Vậy nên á, tại sao lại không? Thêm một cái chai nữa, đó chính là một cái chai sữa rửa mặt của Kiehl's. Mình, cái này không phải của mình nha, mình mua cho chị của mình. Các bạn thấy đó, khi mà mình muốn giới thiệu một cái sản phẩm gì đó, mình khen một cái sản phẩm gì đó cho mọi người á, là cái sản phẩm đó đã được mình sử dụng rất là nhiều. Và thường những cái sản phẩm mà mình giới thiệu, mình khen với mọi người là những cái sản phẩm mà mình sẽ recommend cho những người chị gái của mình sử dụng, và thậm chí là cho cả mẹ của mình xài luôn. Mình nghĩ thật tình nha,
bạn nào may mắn lắm mới coi được cái channel của mình đó, bởi vì từ trước đến giờ mình chưa có nhận một đồng quảng cáo nào cả. Và những cái sản phẩm mà mình giới thiệu mà mình khen với mọi người á, đó là những cái sản phẩm mà mình đã sử dụng 5 tháng. Vậy nên là đừng quên cho mình một like và một subscribe. Ok, đây mới là một cái sản phẩm mới nè. Ta-da. Nói chung là hai em này là một đó mọi người. Đây là đến từ hãng Clinique. Và đây là hũ tẩy trang dạng sáp của Clinique. Thì mình mua cho chị của mình một hũ và mình bản thân của mình sẽ xài một hũ. Bởi vì mình cảm thấy rằng á, khi mà đã dấn thân đến con đường làm đẹp thì chắc chắn không thể nào né mỹ phẩm. Và khi mà trời nắng hay là đi du lịch ở những cái nước ấm thì cũng không thể nào né kem chống nắng. Và mặc dù cái kem chống nắng nó có nói rằng chỉ cần sữa rửa mặt thôi là đã làm sạch đủ rồi, nhưng mà cá nhân của mình cảm thấy thì để mà cho cái da của mình đó, nó sạch sẽ nhất có thể thì dầu tẩy trang mình vẫn cần phải dùng. Vậy nên á, mặc dù là cái chai dầu tẩy trang của mình nó còn đến 2/3 lận nha mọi người, nhưng mà mình vẫn ham hố mua thêm một cái chai dầu tẩy trang mới. Cái chất của nó y hệt giống như là cái dầu dừa vậy đó mọi người. Khi ngửi thì không có mùi gì hết. Và cái kem của nó đặc dày như thế này luôn nè. Mình thích bởi vì sao? Lượng sản phẩm nhiều. Ok, nói một hồi thì đó chính là những cái sản phẩm mà mình đã mua vào cái đợt này. Ok, video đến đây là đã hết rồi. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để xem hết cái video của mình nha. Nếu như mọi người cảm thấy thích cái video này thì hãy đừng quên cho mình một like và một subscribe. Đừng quên bình luận ở dưới để cho mình biết các bạn đã sử dụng những cái sản phẩm mà mình vừa mới nói trên chưa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye.